Trời ơi chị, hồi nãy có người giao cho em cái hộp á, mà không biết gì ở trong đó, chị biết gì ở trong không? Điền ơi, con ăn hết rồi đó hả? À, ăn xong đi rồi nói con. Mình ăn xong, mình nhai xong mình nói. Đi ra con nói nghe nè. Đi ra, lại đây, lại mình nói nghe nè. Cho ba mượn đi, ba lấy thêm nho cho con. Con ăn hết rồi đó hả? Ủa con để em nè ở đây chi vậy? Hả? Con để em nè ở đây chi vậy? Ok. Đây, mình để xích qua cho mình để nha. Nè con. Tôi biết sao nho hết rồi đó. Được không? Mắt đi bu bu rồi mẹ đi. Ok ok, để mẹ giúp con đi bu bu nha. Hồi nãy lấy nho đút cho hai em khủng long mẹ. Cưng quá vậy. Trời ơi. Con đừng có bóp xuống nha. Con bóp xuống là nó văng ra luôn á. Ông là siêu quậy mùa hè đó. Trời ơi, cái em này bây giờ mẹ mới thấy á. Cái gì mà răng quá trời luôn nè Ben. Bao nhiêu cái răng con biết không? 10 cái răng. Cái gì nhiều cũng 10 cái hết vậy? 10 cái có phải là con nghĩ là nhiều nên là 10 cái không? Cái này hơn 10 cái răng luôn á. Biết cái này là cái gì không? Con biết cái này là cái gì không? Nè, hình như hồi sáng cái nó đuối trái nho vô miệng cái em rồi. Cái hồi sáng con để trái nho vô miệng em mà em có ăn không? Được. Cạp 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 luôn rồi. Cái em với con ai ăn nhanh hơn? Con. Đón xem chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.